ngày đặc biệt dành cho một nửa thế giới. Những bông hồng bị lãng quên trong ngày đặc biệt. Cộng đồng vẫn còn rất là nhiều các chị em là người chuyển giới hay là trong cộng đồng LGBT mà Linh thường thấy rằng những ngày dành cho phụ nữ thì cũng bị lãng quên.